<laughs> à, thì mời cháu vào đây để xem uh, khu trưng bày túi của bác Wow, nhiều quá bác ạ Đây Ôi. là những uh, khu túi uh, hàng uh, lưu niệm viện Ui, nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu quá Đây là khu tiên này À thế ạ à. Ôi, Cháu ừ. mới đầu cháu ý định là mua về cái con vật Có khi cháu cũng chuyển đổi sang mua về cái những cái hàng mini như thế này Quà tặng Đấy, tuyệt vời đây bác nhỉ à. Đây là khu tiên cháu ạ À thế ạ Khu tiên này Vâng Wow, tuyệt vời quá. Còn, à còn, còn có cả những con cá như này. Ồ, ừ, cả con cá. Wow. À. Cá con cá. Cá này là cá biểu diễn thu nhỏ đó nhé Cá thu nhỏ à? Nhìn chung cá này cũng đẹp nhỉ bác nhỉ. Trông nó tự à. nhiên như cá thật đi. À, rất trông nước rất xinh nhỏ các bạn. Ờ, những con vật như thế này thì mình về mua về quà tặng cũng tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, đấy là hàng đấy là cái đồ chuyên về cái quà lưu niệm mà bác. Quà niệm đó ạ. tất cả đây là quà lưu niệm hết. Wow như thế này chắc là giá cả cũng rẻ thôi đúng không bác nhỉ? Không, hợp lý vậy À hợp lý à? Vâng. Vậy tất cả đây là đều là thủ công rồi, hay sao ạ? À? Đây là toàn bộ là thủ công hết cho ạ. À. Còn khi mà đúng con rối là bằng thủ công rồi. Đúng Là... Ghét... thủ công hết. À. Ui cháu nhìn mình như thế này chắc là một con rối cũng là một quá trình để để hoàn thành một con rối. Con rối đấy, đấy cao khoảng bao nhiêu vậy bác? Con này khoảng con này có 18 phân thì ạ À 18 phân đây ạ. À 18 cm và đây là cô Tiên ạ. À? Dạ vâng. À, tuyệt vời quá. À, cô chỉ có 18 cm thôi. À Ôi, cả nhà mình ơi mình sẽ mua một cái sản phẩm như thế này để về làm quà tặng nhá người việt nam mình đấy đây là toàn toàn bộ cái quà lưu niệm của người nghệ nhân phan văn mạnh đã tạo lên hình đi con nhân vật về mùa dối nước đấy cả nhà các bác hãy mua và ủng hộ nghệ nhân nha